Xin kính chào các quý khách hàng của JavaShop.vn. Trong dịp này, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi tăng chiều cao bước vào năm học mới. Mua 3 hộp tảo tặng 1 chiếc thước đo chiều cao và giảm 10% giá trị của sản phẩm tính tới ngày 30 tháng 9 năm 2019. Và ngày hôm nay thì Hương Thảo sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng cách sử dụng chiếc thước đo chiều cao Sisin Kakume ngay bây giờ nhé. Theo WHO thì từ 8 đến 12 tuổi chính là độ tuổi vàng để phát triển chiều cao của trẻ em. Vì thế nên trong độ tuổi này phụ huynh cần có sự theo dõi sát sao để chiều cao của con mình xem đã đạt chuẩn hay chưa. Và trong độ tuổi này thì chiều cao trung bình của các em đó chính là từ 132cm đến 156cm. Và vì thế nên phụ huynh cũng rất cần những chiếc thước đo chiều cao để kiểm soát được rằng là con mình đã cao đạt chuẩn hay chưa. Và ngay bây giờ thì Hương Thảo sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chiếc thước đo dễ thương này nhé. Trên tay của Hương Thảo đây chính là chiếc thước đo chiều cao Sisin Kakume. Và chúng ta có thể thấy được rằng là chiếc thước đo này thì khá là đáng yêu với hình con yêu cao cổ. Và chiếc thước đo này thì có một ưu điểm đó chính là có thể các bạn có thể dán ở trên tường này hay là trên kính. Và đặc biệt thì là khi mà gỡ ra thì rất là dễ dàng và không hề bị bẩn. Và bên cạnh đó thì chiếc thước đo này thì khi mà dán thì quý vị chú ý là chúng ta hãy dán cách mặt đất là 60cm. Và sau đó sẽ dán theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5 là những hình họa tiết. Và những hình họa tiết này thì sẽ khiến cho căn phòng của các con, của các bạn sẽ trở nên sinh động và đáng yêu hơn. Trên toàn bộ hệ thống cửa hàng JavaShop.vn và các bạn có thể tìm hiểu cũng như theo dõi thông tin hay là đặt hàng ngay tại trên trang fanpage cũng như là website của chúng tôi.